Đã bao giờ các bạn đến những store để thử mùi, hay là các bạn đọc những cái review, đọc xem những cái video review mà các bạn lựa chọn ra được khoảng 2 đến 3 mùi hương hợp với gu của mình, hợp với cái phong cách của mình, nhưng mà các bạn lại không biết mùi hương nào ngon hơn, thì xin chúc mừng các bạn đã giống mình. Mình đã có những cái lúc mà thử được khoảng tầm 3 đến 4 mùi scented nó khá là ngon, nhưng mà mình đang không biết rằng là khi mà chỉ được mua một chai nước hoa ấy, một trong 4 mùi thì lựa chọn em nào là tốt nhất. Thì ngày hôm nay mình sẽ đưa ra những cái tiêu chí một chai nước hoa ngon dành cho các bạn để các bạn có thể tham khảo. Chúng ta cùng nhau bắt đầu video ở đây. À quên, trước khi vào video thì đừng quên like, share và ấn vào nút theo dõi nếu như chưa theo dõi, và ấn nút chuông để có thể nhận được những cái video mới nhất nha. Và có thể donate cho mình theo đường link ở phía dưới mô tả luôn. Bây giờ chúng ta bắt đầu thật đấy. Đối với mình, một chai nước hoa ngon đầu tiên là nó phải là đúng gu của mình, gu về mùi, tất cả những cái vấn đề khác bỏ qua hết. Đó là cách mình chọn mùi hương. Khi mà mình đã chọn được khoảng tầm 3 đến 4 mùi hương đúng gu của mình, thì cái vấn đề thứ hai mà mình quan tâm ở trong này đó chính là giá tiền. Chắc chắn rằng là một cái mùi hương ngon nhưng mà có một cái giá cao thì chắc chắn mình phải suy nghĩ thật kỹ. Tại vì với một cái hầu bao nó không quá là nhiều, hoặc là với những cái số tiền mà các bạn có thể bỏ ra để mua một chai nước hoa khi ra store hay là thi các bạn tính mua, thì mình nghĩ rằng là cái gu còn phải kết hợp với cái giá tiền, chứ đừng để chữ gu mà thành thêm chữ gù là hơi đau lưng ấy. Nên là cái giá tiền là một cái mà các bạn rất là quan tâm. Sau khi xét qua cái tiêu chuẩn về giá tiền thì mình nghĩ rằng là cũng sẽ dùng mất 1-2 chai. Tại vì sẽ có những cái chai nước hoa nó rất là ngon nhưng mà tầm giá của nó thì lại quá cái hầu bao của bạn. Nên là cái vấn đề tiếp theo mà các bạn cần hướng tới, cần xác định rõ, đó là về cái độ bám tỏa. Mình đã rơi vào trường hợp đó là khoảng tầm gầm 2-3 chai nước hoa rất thích, giá rất ok và không biết xét ở đâu đó, thì mình căn cứ vào cái độ bám tỏa, mình xịt những cái mùi hương đó lên tay và mình xem là mùi hương nào bám tỏa tốt nhất. Tất nhiên là sẽ có những người mong muốn là mùi hương của mình chỉ là skin scent thôi, có những người lại mong muốn cái mùi hương của mình có thể tỏa tốt, nhưng mà với cái mình tìm hiểu ấy thì đa số các bạn đều mong muốn có một cái mùi hương ở khoảng cách tầm nửa cánh tay, đủ để cho người khác ngửi thấy, không gây khó chịu cho những người xung quanh. Và chắc chắn một điều nữa với các bạn rằng là một mùi hương lưu hương tốt thì ai cũng mong muốn đến cả ngay của mình. Những cái mùi hương sai trượt mà mình thích thì mình luôn luôn mong muốn nó tồn tại trên da mình thật lâu. Nhưng mà chắc chắn là không phải chai nước hoa nào cũng có thể đáp ứng được tất cả những cái điều đó của bạn. Và nói đến đây thì chắc chắn là nhiều bạn cũng có thể đã lựa chọn được ngay chai nước hoa ngon nhất trong số vài chai mà các bạn đang phân vân. Nhưng mà nếu như các bạn vẫn chưa lựa chọn được thì cái yếu tố cuối cùng mà các bạn cân nhắc đó chính là về độ đa dụng của một chai nước hoa. Đúng không? Chính xác là độ đa dụng. Nhiều người có thể chấp nhận cái việc đó là các bạn mua một mùi hương mà các bạn thích với cái giá tiền vừa phải và với một cái độ bám tỏa tốt, nhưng chỉ để xịt đi date hoặc đi hẹn hò. Nhưng mình luôn luôn muốn một cái mùi hương mà mình thích, giá tiền ok, rồi độ bám tỏa ở mức độ mình mong muốn và có thể sử dụng được nhiều dịp khác nhau để nó có thể tạo thành mùi skin scent, có thể vừa đi làm, vừa đi chơi, thậm chí là đi cà phê, hẹn hò, hát hò các kiểu. Thì đó là cái điều mà mình có thể gọi là toàn diện nhất ở một chai nước hoa. Và đây cũng là những cái yếu tố mà mình luôn luôn review rất kỹ trong từng chai nước hoa, về giá tiền, về độ bám tỏa, về cái phong cách và về cái độ đa dụng của chai nước hoa. Thì tất cả đó là những cái yếu tố mà mình đánh giá được là một chai nước hoa ở mức ngon hay gọi là siêu ngon. Còn với những cái chai nước hoa chỉ đáp ứng được 3/4 hay là 2/4 mà mình vẫn rất thích mùi hương đó, thì mình có thể gạt bỏ đi một cái vấn đề, một số những cái mục mà các bạn có thể chấp nhận được để có thể mua chai nước hoa đó. Thì đó là chia sẻ của mình về việc lựa chọn một chai nước hoa ngon trong rất nhiều những cái option khác nhau. Không biết là các bạn có những cái lựa chọn nào khi các bạn đi mua nước hoa hay không, thì cũng hãy bình luận ở bên dưới. Và đừng quên việc like, share và đăng ký kênh của mình và donate cho mình nếu có thể theo đường link bên dưới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!